Đối với lại cái kỳ tổ chức năm thứ 15 cũng là một cái dịp rất là đặc biệt, như hôm qua tôi có chia sẻ, vừa là kỷ niệm 15 năm đánh dấu một cái hành trình mới của Miss Cosmo, một cái thương hiệu mới, và cũng trong một cái dịp rất là đặc biệt của thành phố Đà Lạt nữa, kỷ niệm 150 năm hình thành và phát triển, cũng như là trong một khoảnh khắc giao thừa chào đón năm mới. Và chính vì vậy mà chúng tôi dồn rất là nhiều tâm huyết vào cái công tác đầu tư chuẩn bị cuộc thi. Mọi người có thể nhìn thấy được từ sân khấu cho tới vương miện, cho tới tất cả các công tác tổ chức, kể cả là cái phần trình diễn pháo hoa hoặc là cái việc mà phát sóng ở trên kênh truyền hình VTV3 vào thời điểm giao thừa. Thật sự thì chúng tôi không có cái thói quen chia sẻ về cái chi phí tổ chức của mình, nhưng mà nếu mà ước tính lại sơ sơ, chúng tôi chưa thực sự ngồi quyết toán lại toàn bộ công tác tổ chức cuộc thi, nhưng mà chắc chắn là nó cũng không dưới 50 tỷ cho toàn bộ công tác tổ chức của cuộc thi năm nay. Cái điểm thứ hai nữa là cái vai trò của đơn vị kiểm toán ICBA, thì tất cả các kỳ tổ chức của cuộc thi hoa hậu của Việt Nam đều có sự đồng hành của đơn vị kiểm toán độc lập, và ICBA là đơn vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hai kỳ tổ chức liên tiếp 2022-2023. Hoạt động của đơn vị kiểm toán là nhằm đảm bảo tính chính xác, tính khách quan và tính đúng đắn của điểm số. Từng giám khảo sẽ chấm điểm độc lập và đơn vị kiểm toán sẽ là đơn vị tổng hợp và nhập toàn bộ điểm, đảm bảo tính chính xác của điểm số và ra cái kết quả cuối cùng. Đồng thời thì cái kết quả top 16, top 10, top 5, top 2 và kết quả tâm hoa quả hậu đều do đơn vị kiểm toán chuyển trực tiếp đến MC để công bố kết quả. Kiểm toán cũng có trách nhiệm ký tên, chịu trách nhiệm trên kết quả cuối cùng cùng với lại ban giám khảo cuộc thi. Cái câu hỏi thứ ba là về cái việc dự thi quốc tế của tân hoa hậu của Việt Nam, Miss Cosmo Việt Nam, Bùi Thị Xuân Hạnh, thì chúng tôi đã chia sẻ trong ngày hôm qua, thì Xuân Hạnh chắc chắn sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự cái kỳ tổ chức đầu tiên của hậu hoàng vũ quốc tế Miss Cosmo vào năm 2024. Là đối với cái cuộc thi hoa hậu Miss Cosmo 2024 được tổ chức vào tháng 9, thì cái điều mà chúng tôi mong muốn và tâm huyết chia sẻ đó là làm như thế nào để mình có thể mang đến một thế vận hội của cái festival về sắc đẹp với nhiều những cái hoạt động không chỉ xoay quanh sắc đẹp, mà còn là quảng bá về văn hóa, về du lịch, về con người của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Chính vì vậy mà cái cuộc thi và những cái công thức tổ chức của cuộc thi Miss Cosmo ở Việt Nam năm vừa rồi, chúng tôi cũng có rất là nhiều điểm thay đổi để tạo những cái điểm nhấn mới mẻ. Và đây cũng là một cái thử nghiệm mà chúng tôi muốn mang đến trong cái phiên bản quốc tế của mình. Làm như thế nào để những cái cô gái, những cái hình mẫu được tìm kiếm ra có thể đại diện được cho một thế hệ mới. Tại vì tôi nghĩ là đã có rất là nhiều những cuộc thi sắc đẹp rồi, và Miss Cosmo là một cuộc thi ra đời sau. Nếu mà thương hiệu của quốc tế thì Miss Cosmo là một cuộc thi ra đời sau, và tôi gọi đó là một cuộc thi của thế hệ mới. Làm như thế nào để những người trẻ, những người mới, họ cảm thấy được mình ở trong đó, và họ nhìn thấy được hình ảnh của thế hệ trẻ được đại diện thông qua một cái cuộc thi, một cái hơi thở mới. Thì đối với format của cuộc thi thì về cơ bản cũng sẽ bám theo format của cuộc thi Việt Nam mà chúng tôi đã tổ chức, với những cái điểm thay đổi nó phù hợp hơn trong cái công tác tổ chức, bởi vì dự kiến mùa đầu tiên thì chúng tôi mong muốn là có thể quy tụ được khoảng 50 quốc gia. Xin cảm ơn.